Rồi tiếp tục video buổi chiều của em ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 anh chị nha. Hôm nay có 6 con lỡ anh chị, 6 con lỡ. 6 con lỡ này khung tầm cũng cỡ 11 đến 13 tháng anh chị. 11 thì là có cái con cuối cùng anh chị, có con cuối cùng nhỏ nha. Con mới cuối cùng là con muối tiêu lẻ lẻ anh chị. Lẻ lẻ anh chị. Để em quay trước cặp đầu anh chị, cặp đầu tầm cũng cỡ 13 tháng nha anh chị, chiều cao là tầm cũng cỡ 1m2 vậy nha. Đó, hai con đầu kia anh chị 1m2 bò ha. 1m2 đủ về anh chị nha. Đó, chứ không có cũng tầm cứng cứng 1m2 anh chị. Đó, con đen đầu kia vô anh chị ha. Rất là bóng bò luôn anh chị. Có cô chú anh chị mình xem những cái mẫu bò nào thích cứ nhắc má alo với em nha. Đó, hai con đầu tiên là đùa mông anh chị thấy không? Đó, còn bên kia anh chị. Đó. Mông con đen đầu vô thì nó nghe nó lực hơn chút xíu anh chị. Này, nó lưng ở đây. Đòn rất là dài nha anh chị. Đó, đòn rất là dài nha. Đó. Đồ mông lưng vai rồi anh chị. Nó còn sư hai rồi anh chị. Bò này có dàm dàm mũi rành hết anh chị. Đó, hai con này nè. Hai con này rất đều bò luôn anh chị. Đó, nó khác có dàn lông thôi. Dàn mền con đen đầu cơ vô thì nó mạnh hơn chị đó, rất là mạnh bò luôn. Đó, đầu cổ sừng mà chị thấy không, hai cái mặt này chị thấy không, con đen kế thì dàn xương nó dữ hơn chút. Nói chung bò này tầm mình dỗ lên, bò này cô chú mình dỗ lên khoảng một buổi chiều hơi nắng nắng anh chị nha. Nắng nắng chá chá nha. Rồi giờ nắng lên. Đó, cô chú anh chị mình xem cặp đầu tiên báo giá cho mình cặp đầu tiên nha. Cặp này riêng cặp này thì em chốt giá là cái giá là 43.500.000 cho cặp đầu tiên anh chị. Đó là bao phí cho mình phạm vi là 50 cây số nha. 43 triệu nha cô chú anh chị. Đó là giá chốt của em nha. Đó. Giá chốt của em cô chú anh chị. Đó thì cứ 50 cây số anh chị mình tính cái phí em rớt còn bao nhiêu ha. Đó, đó thì cặp đầu tiên vô anh chị, chiều cao 1m2 bò nha. Đó, bò cái khung tháng tuổi thì tầm 13 tháng anh chị. Đó, 13 tháng nha. Con đen đầu thì độ hơn cái con kế chút xíu. Ôi, một chiếc ngon. Anh chị thấy không? Đít nè. Con này dàn mông đóng sâu nè anh chị. Cái con đít dơ dơ nè anh chị. Đó. Thì còn ngoài ra thì bò hoàn thiện nha anh chị nha. Đó. Hoàn thiện nha. Con này bên đây rất là mềm anh chị, rất là mềm nha. Đầu cổ nhú sừng nè chị ha. Đó cô chú anh chị mình xem kỹ với em nha. Đó. Buổi chiều chưa có cho ăn anh chị nha. Đó, chưa có bò chưa có cho ăn. Lưng con nào con nấy thì phẳng lừ anh chị nha. Đó. Đó, hai cái lưng phẳng lừ nha anh chị. Đó. Con thứ nhì thì bự xương hơn chút xíu. Giá 43.500.000 nha cô chú anh chị. Đó. Có phí cho mình 50 cây số nha. Con đầu rất là đẹp nha anh chị. Con đầu biên được nha. Con này tại bắt khác chủ anh chị. Nó hơi chút xíu bò chút xíu ha. Nhưng mà dàn xương nó giữ anh chị. Mình nuôi cái hậu con này, con kia nuôi cái hậu con kia chưa chắc thì thắng hơn con này nha anh chị nha. Đó. Rồi. Tiếp tục là con số 3 trong bộ 3 luôn anh chị nha. Đó, con số 3 trong bộ 3 luôn nha. Bộ 3 là ba con số 3 con kế anh chị nha. Cái con này chiều cao thì nó cũng tầm thiếu đủ 1m2 anh chị nha. Đó con này nè. Đó. Con này cũng có bông bông muối tiêu của chú anh chị. Đó. Hai con kế anh chị, hai con kế tầm cũng cái tháng tuổi á. Nó cũng bằng cái con cặp ngoài anh chị, nó tầm cũng 13 tháng anh chị, hai con kế già bò anh chị, con này nó non non anh chị. Cái con này thì anh chị mình có ráp đỡ với con bò muối tiêu cuối cùng anh chị. Con bò muối tiêu cuối cùng thì nó dàn xương nó em một này chút xíu anh chị. Đó. Tại nãy em cột không có để vô ngay anh chị. Đó. Thì để em quay trước con này đi, tạm quay con muối tiêu cho anh chị mình luôn nha. Đó. Cái con này với con muối tiêu nó trên lệch khoảng 8.5-10 anh chị. Hiện tại bây giờ nha, 8.5-10 nha. Là nó trên lệch cái dàn mền với dàn xương anh chị. Đó thì để em quay con này trước rồi quay con muối tiêu cho anh chị mình nha. Đó. Dàn xương anh chị thấy không? Đó. Rất là cá bò luôn nha anh chị. Lưng nó này. Đó. Lưng thì uống luôn anh chị. Cái một có cục ở đây là mình ta chích ngựa nha anh chị nè. Đó. Đó. Có cục hơi nhỏ nhỏ anh chị chích ngựa, anh chị chích ngựa nó hơi ngu biết nha. Đó. Còn ngoài ra thì bò nghiêm chỉnh anh chị, xa nắng rồi. Đó bên này cũng dễ anh chị ha.
sáng sủa vậy con. Đi nó đồ mâm hú luôn anh chị đó. Ủa, chiều trái nắng quá đó. Thì ngoài ra có cái cục nó gu ngay cái đó thôi, tại chích ngừa anh chị, chích cái mũi tụ quý trùng anh chị đó. Cái mũi ngừa tụ quý trùng á, nên hơi u miếng đó ha, u cục nhỏ anh chị nè đó ha đó. Còn ngoài ra thì bò nghiêm chỉnh nha, cái dằn mền rất là dày anh chị. Đó, cô chú anh chị mình cứ dù bắt lẻ báo giá luôn con này anh chị, cái con này nè. Nó chiều cao cũng thiếu đủ 1m2 anh chị nha. Đó, để em quay cái con búi tiêu cho anh chị mình luôn nè. Đây. Đó, con búi tiêu này giờ nó tầm cũng cỡ 1m17 bò anh chị nha, con búi tiêu này. Đó anh chị mình muốn ráp một đó ráp anh chị. Phía trên là cái dàn mền dàn xưa anh chị, mình nuôi cái hậu sao không có thua xa đâu anh chị nha. Con búi tiêu rất là đẹp anh chị. Đó. Thì con đói con này thì em bán giá là 37 triệu anh chị nha. Đó. Cái con lẻ này với con lẻ này anh chị nha, đó là giá 37 triệu nha. Không có phí cho mình nha anh chị nha. Đó. Đó, con đói con này thì em bao cho mình tầm khoảng 30 cái số nha. Đó, cái con đen lang lang này anh chị nha. Đó. Cái con có một hai cổ máu quay đó, hai con này anh chị, bán giá 37 triệu nha. Con này chiều cao 1m17 bò anh chị. Nói chung bò này thì nó ngay nhà vườn họ nuôi, họ hơi thiếu nuôi anh chị, chứ con bò này cái mẫu hình rất là đẹp anh chị nha, bông mối tiêu rất là đẹp luôn nè. Con này chị thấy cái đầu nè, dàn đầu lớn anh chị thấy không. Đây bò này họ nuôi họ không có cho ăn màu anh chị, nên là nó không được bung bò luôn ha. Nó về mình dỗ ra anh chị, giá 37 triệu nha anh chị, có khí nha. Rồi, sẵn luôn anh chị. Đây nè, em báo giá luôn cho anh chị mình luôn nha. Nếu mà đây, cái cặp kế luôn anh chị, cặp kế tầm cả tuổi hơn luôn anh chị nha. Đó. Đó, con cũng là con mối tiêu luôn anh chị. Để em báo anh em quay luôn đi. Đó. Giá chung luôn anh chị, giá chung 4 con này luôn ha. Đó, cặp đầu không có tính nha anh chị. Đó, cũng như là con mối tiêu này. Đó, với con lẻ nãy nha anh chị nha. Đó. Cái con này ha. Đó, là 4 con luôn anh chị, 4 con thì em bán cái giá show cho cô chú anh chị mình giá 18 triệu 500 hết luôn nha. Đó, giá show luôn anh chị, đó, nên dễ nha. Đó, đó, trừ cái cặp đầu ra nha anh chị, trừ cặp đầu 43 triệu 500 ra nha. Đó, đó còn lại 4 con cuối anh chị, đó, 4 con cuối nha. 4 con cuối trong đó là con này với con mà bông mối tiêu nặng nó hơi non, nó kiểu tháng giống nhau anh chị nha, đó, tháng tuổi bằng nha. Đó, để em quay lại cái cặp này nè anh chị, đó, cặp này cô chú anh chị mình nha. Con này giờ thì nó nghe nó gân gân anh chị, đủ đất tiểu lưu à. Đó. Nó cũng hơi lép lép bò xíu anh chị, đó. Nhờ cái nó cứng tuổi anh chị, cứng tuổi mình dỗ mau lên ha. Đó. Còn bông mối tiêu anh chị, cái đòn khá dài luôn, hai con này cái đòn y chang nhau anh chị. Đó. Đó, cái đòn rất là pin nha, đít đó nè. Đòn dài sọc anh chị ha. Xương thì nó nghe hai con này thanh thanh anh chị, đó. Hai con này thanh thanh xương thanh nè. Cứng giờ cái cứng bò anh chị, đó, ăn uống dễ ăn anh chị, đó. Con này bông mối tiêu này chị nha, đó. Đó, con này cấp mình khá là dài luôn anh chị, cái dấu trại lên xe anh chị nè, lên xe anh chị, lên xe nó lao chao anh chị, con này cứng tuổi anh chị, con này có lưng này, đó, có lưng anh chị thấy không, con này được cái lông da những mức anh chị, hai con anh chị, con này cũng đen nữa, đó. Lông da những mức anh chị. Vàng mông nữa. Vàng mông rất là lực luôn anh chị nha. Đó, con này nè. Đó. Vàng mông rất là lực đòn dài anh chị. Đó, con đen nữa anh chị ha. Con đen này bóng ngờ anh chị, rất là bóng bò luôn. Chiều chiều chán nó quá trời. Đó, hai cái lưng nè anh chị ha. Trung bò tầm cũng không có dẻo mấy anh chị nha. Đó, không có dẻo mấy nha. Nó vừa vừa anh chị. Đó thì 4 con bán giá xô anh chị nha. Đó. Giá 18 triệu rưỡi nha anh chị, bộ đồng nha. Đó, 4 con cuối cùng nha anh chị. Giá nắng quá trời. Đó, che lại cái hết chị, con bò rất đẹp nha anh chị. Đó. Rất là đẹp. Sư rất là lớn nha anh chị. Đó. Hai con này cứng tuổi anh chị. Con đấy đủ đích quá trời đích luôn chị em.
Nó với con này anh chị không? Bò này giờ dỗ lên lại anh chị. Ngoài nè. Nó giờ mông anh chị thấy không? Nó mông bú lưu à. Đó. Xương sóc cũng lớn anh chị. Đó. Có con muối tiêu này anh chị, con muối tiêu này xương nó thanh thanh anh chị. Đó, thấy không? Được có mông dai được hở anh chị. Nói chung bò này giờ dỗ lên chị nha. Cứng ngắt bò rồi anh chị. Con này cả tuổi hơn anh chị, hai này cả tuổi hơn. Còn con búi tiêu này tầm khoảng 11 tháng anh chị. Con búi tiêu cuối cùng nè. Đó. Đó thì cái giá là 18 triệu bổ đồng 4 con nè anh chị. Đó, riêng 4 con này thì em bao phí cho mình tầm khoảng 70 đến 80 cây nha. Đó. Đó. Con cái giá là 18 triệu bổ đồng anh chị nha. Đó. Nói chung là 100 cây đủ về anh chị nha. Đó, 100 cây đủ về cho 4 con này nha. Bò này dạng xương găng găng có đòn, lông da những mức anh chị. Đó. Xương thì vừa vừa chứ không có bự luôn nha. Đó. Nói chung nữa nó mập nó chứa được là ok anh chị. Đó. Xương bự thì cũng không quan trọng luôn ha. Đó. Thì bò có sao thì em báo cho cô chú anh chị mà nha. Đó. Bò tầm thì nó ngay cũng vừa vừa anh chị. Anh chị nhiều bò ha. Cái giá xô 4 con cuối cùng nha anh chị. Con muối tiêu thì non tháng hơn. Nói chung mấy bò này trên lệch chiều cao cũng không nhiều anh chị. Nó tầm 1m17, 18, 19 anh chị. Nói chung 1m2 đủ lợi nha anh chị nha. Đó. Con này chỉ già bò anh chị. Hai này rất là già bò luôn. Đó. Chỉ có con này non tháng. Con này với con muối tiêu anh chị. Non tháng tầm 11 tháng rồi. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ lần nha. Đó. Cái này cũng có một mấy con mới về anh chị, cái mấy con qua cũng cái giao hết rồi. Đó. Giao hết bớt mấy con rồi, tại không có đăng lên. Nè anh chị. Đó. Với cặp đầu nha, cặp đầu là 43 triệu rưỡi anh chị nha. Đó, 43 triệu 500 nha anh chị. Đó, có phí cho mình 50 cây số nha. Đó, cặp đầu tiên anh chị nha. Chiều cao 1m2 anh chị nha. 1m2 bò. Mấy con này thì em giao hết rồi chị nè. Mấy này giờ mai em giao hết rồi. Con này mới về Cà Mau. Với cái con đen anh chị. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ là giúp em nha. Thích cái mẫu nào giờ mình cứ alo liền. Đó, cặp này thì đầu tiên là 43 triệu 500. Còn 4 con còn lại là giá xô 18 triệu rưỡi anh chị nha. Đó. Thì có phí cho mình khoảng 100 cây đổ lại anh chị. 4 con cuối cùng nha. Đó, cặp đầu thì bao phí cho mình 50 cây số anh chị nha. Rồi. Đó, bò thì hoàn thiện hết anh chị nha. Đó. Thích cái mẫu nào cứ alo giúp em nha. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.